Kẻ ham ăn, lười làm. Ngày xưa, xưa lắm rồi, có một con cáo có cái đuôi xù bông rất đẹp, sống ở ngọn núi nọ. Còn ở con sông dưới chân núi thì có một con rái cá sinh sống. Chà, rái cá bắt được nhiều cá thật, được ăn đôi ba con thì thích phải biết. Nhưng giờ mà ngửa tay sinh thì xấu hổ quá. À, mình có cách rồi. À, chào rái cá. Chào cáo. Rái cá à, tôi có ý này. Chúng ta thay phiên nhau làm món ngon, rồi người này mời người kia đến nhà mình ăn đi. Ừ, hay đấy. Làm như vậy đi. Nhưng ai sẽ mời ai trước đây? Hay là rái cá, anh bắt cá giỏi, anh làm đồ ăn rồi gọi tôi trước được không? Ừ, được thôi. Ngày mai anh đến nhà tôi nha. Vốn thật thà, thơm thảo, rái cá tin ngay lời cáo. Nó ra sông bắt thật nhiều cá, nào là cá hồi, cá trích, đủ các loại. Sau đó, rái cá nào kho, nào chiên bột, nào nướng, làm đủ các món cá, chuẩn bị thật thịnh soạn để mời cáo. Rái cá còn quét dọn, trang trí lại nhà cửa thật đẹp nữa. Rái cá à, rái cá ơi, tôi đến rồi đây. Anh đến rồi à, mời vào, mời vào. Ngon quá, không hổ danh rái cá, món nào nhìn cũng đẹp mắt. Thế tôi không khách sáo nữa, ăn luôn nha. Nói rồi, cáo lần lượt thưởng thức các món rái cá đã chuẩn bị. Cáo nít đến no căng cả bụng, đến mức không thể nào ăn nữa mới thôi. Rái cá à, thật là ngon quá đi mất, chưa bao giờ tôi được ăn ngon như vậy. Cảm ơn anh nha. Mà anh ăn đi chứ, đừng có ngại. Rái cá nhìn mâm cơm đã sạch trơn, lúng túng nói. Vâng, anh cứ mặc tôi. Thôi, thế nha. Ngày mai tôi mời lại anh, nhớ đến nhà tôi. Tôi sẽ bắt nào gà lôi, nào thỏ, nào nhím để đãi anh. Nhất định anh phải đến sớm đây nha. Ngày mai mình sẽ được ăn các món thịt rừng mà mình chưa bao giờ ăn. Không biết là ngon cỡ nào đây ta. Rái cá sốt ruột, mong đến ngày mai lắm. Nghĩ đến những món ngon sắp được thưởng thức, nó cứ nôn nao, không tài nào ngủ được. Trời vừa sáng, rái cá đã lên đường tới nhà cáo. Anh cáo à, anh cáo, tôi đến để thưởng thức đồ ăn anh nấu đây. Đến rồi à. Nhưng lạ thật, cáo không ra mở cửa, mà lại ngồi cạnh bếp lửa, không nói gì, trừng mắt nhìn lên trần nhà. Nó chẳng thèm động đậy, cũng chẳng nói chuyện gì nữa, mặc cho rái cá gọi to bao nhiêu lần. Anh cáo à, anh cáo, tôi đến rồi đây. Anh cáo ơi. Rốt cuộc, rái cá tức giận bỏ về. Một lúc sau, khi rái cá đang bắt cá ở sông thì cáo đến. Anh rái cá à, lúc nãy cho tôi xin lỗi. Thật ra là do loài cáo chúng tôi được thần phán phải canh trời và đất. Lúc đó tôi bận với canh trời, ngoài việc nhìn lên trời thì không thể làm việc gì khác được, nên không trả lời anh. Anh tha lỗi cho tôi nha. Thế hả? Nếu đó là việc thần phán anh phải làm thì đành chịu vậy. Vậy ngày mai tôi lại đến nha. Vâng. Ngày mai anh đến, tôi sẽ làm một bữa thật thịnh soạn đãi anh. Xin hứa. Thế nhưng, ngày hôm sau, khi rái cá đến nhà cáo, cáo chỉ chăm chăm nhìn xuống đất, chẳng một lời đáp lại. Rái cá đành lủi thủi quay về. Một lúc sau, cáo lại hớt hải đến nhà rái cá. Rái cá, lúc nãy đúng lúc tôi phải canh đất, ngoài việc theo dõi mặt đất ra thì tôi không được làm gì hết. Tôi xin lỗi anh nha. Tên cáo kia đánh lừa ta. Anh chợt căng bụng những món ta nấu rồi, vậy mà đến lúc ta đến thì kiếm cớ nào canh trời canh đất để giả lơ. Hãy nhớ lấy, một lúc nào đó sẽ biết tay ta. Thế rồi mùa đông đến, tuyết rơi dày đặc, trời lạnh cống. Hễ tuyết rơi dày thì cáo chẳng có gì để ăn, lúc nào bụng cũng đói cồn cào. Không biết giờ này rái cá đang làm gì nhỉ? Cáo đến bờ sông, nấp sau gốc cây,
Thấy rái cá bắt được một con cá to và ăn ngon lành, cáo vô cùng ghen tị, thèm thuồng. Nó nhỏ cả nước dãi mà nhìn trộm rái cá, nhưng rồi chịu không nổi nữa. Anh rái cá à, anh bắt cá giỏi quá vậy. Anh chỉ tôi cách nào mà bắt được cá vậy đi. À, đến lúc mình cho cáo láo cá biết tay rồi. Anh cáo à, có chiếc đuôi đẹp như của anh thì đơn giản lắm. Anh nói sao? Thế này nha, khi trời tối nước sông sẽ bị đông đá, anh hãy đào một cái lỗ rồi nhét đuôi vào đó. Lúc ấy cá sẽ bu lại nhiều đến mức anh kéo lên không nổi luôn đó. Ăn hoài cũng không hết luôn. Ăn hoài không hết hả? Đúng, anh ráng chịu lạnh là được. Đuôi của anh tuyệt vời như vậy cơ mà, thế nào cũng câu được nhiều cá đến mức đứt đuôi luôn. Chẳng mấy chốc thì trời tối, mọi vật xung quanh lạnh cống, cả dòng sông cũng bị đóng băng. Cáo hí hửng ra sông, đào một cái lỗ rồi nhét đuôi của mình xuống đó. Cái đuôi dần dần lạnh cống, cứng đơ. Cái đuôi của mình lạnh cống, đau thật đấy. Nhưng chắc là lũ cá đến cũng khá khá rồi đây. Mình sẽ ráng chịu đựng vậy. Cáo cứ để nguyên cái đuôi vậy mà chờ cho đến khi trời rạng sáng. Cáo thử kéo đuôi lên một chút, thế nhưng nó không thể nào kéo lên được. Chà, chắc dính nhiều cá đến nỗi không kéo lên được đây mà. Khi mặt trời lên cao, trời đã sáng hẳn. Cáo lấy hết sức kéo mạnh cái đuôi lên, nhưng cái đuôi vẫn không mảy may di chuyển. Rái cá nói câu được nhiều đến nỗi không kéo đuôi lên. Đúng là thế thật. Chắc cá cắn câu nhiều lắm đây. Ăn hoài không hết luôn. Hò vô. Nghe tiếng hò vô của cáo vọng lại từ con sông, dân làng bỏ dở cả việc, rủ nhau đến xem. Trời ơi, sao dân làng lại đến đây? Chắc họ biết mình hay bắt trộm gà của họ rồi. Họ định bắt mình đây mà. Nghĩ dân làng đến bắt mình, cáo lấy hết sức mình giật mạnh chiếc đuôi còn kẹt lại dưới sông. Thế là cái đuôi đứt phực. Cáo ôm chiếc đuôi đứt bỏ chạy thục mạng về rừng. Cáo tham ăn và ích kỷ, không chịu sẻ chia, đã phải chịu sự trừng phạt như thế đấy. Cũng từ đó, loài cáo không bao giờ dám lấy cái đuôi bông xù của mình để câu cá trên dòng sông băng nữa. Người thợ săn tài giỏi. Ngày xưa, tại khu rừng Hakadi xa xôi, có một chàng trai trẻ tên là Bato. Chàng theo học kỹ năng bắn cung của người thợ săn nổi tiếng nhất vùng. Bato luyện tập rất chăm chỉ. Chẳng mấy chốc, kỹ thuật bắn cung của chàng đã đạt đến trình độ điêu luyện. Khi đã học thành tài, Bato xin từ biệt thầy để hiện mong ước được ngao du khắp mọi nơi. Một ngày, khi cậu đang nướng thịt cho bữa tối, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói ồn ả vang lên. Có mùi gì thơm quá chúng mày ơi. Thì ra là mùi thịt nướng. Chén thôi tụi bay. Đau quá. Kẻ nào bắn ta? Xin ngài thiện xã đừng bắn nữa. Chúng tôi không dám làm gì ngài đâu ạ. Các ngươi đến đây làm gì? Đây đâu phải lãnh địa của các ngươi. Xin ngài đừng bắn nữa. Chúng tôi xin kể ạ. Chẳng là chúng tôi được thuê để ăn trộm bảo vật trong hoàng cung. Đó là bảo vật gì? Điều này à, chúng tôi cũng chỉ biết nó ở trong tòa tháp mà thôi. Thôi được, ta sẽ không hỏi nữa. Nhưng các ngươi phải cho ta đi cùng. Ba tên khổng lồ không còn cách nào, đành phải dẫn theo Bato đến hoàng cung. Chúng nhanh chóng tìm đến tòa tháp, khống chế lính gác và phá cửa xông vào bên trong. Đây chẳng phải là công chúa sao? Các ngươi là ai? Cứu tôi với! Mau bịt miệng của ta lại! Tại sao ngươi? Mau cút khỏi đây, nếu không mũi tên sao sẽ bắn thẳng vào đầu các ngươi. Có tiếng ồn ào ở tháp của công chúa, mau đến đó. Quy rồi, chuồn thôi. Bato bỏ đi khỏi cung điện, không để lại dấu tích. Công chúa không biết phải làm sao để tìm được chàng. Đúng lúc đó, nàng nhận thêm một tin sét đánh ngang tai. Chính đại tướng đã cứu con thoát nạn đêm hôm đó. Ta đã đồng ý gả con cho đại tướng rồi. Thưa vua cha, người cứu con là người khác, chứ không phải đại tướng. Thưa hoàng thượng, công chúa vì quá sợ hãi nên đã nhất thời không nhận ra. Đó cũng là điều dễ hiểu. Ông nói dối, người cứu tôi rõ ràng không phải là ông.
công chúa, đừng vô lễ như thế. Việc này ta đã quyết định rồi, hôn lễ sẽ được cử hành vào tuần sau. Không thể thuyết phục được vua cha, công chúa bèn giả làm thường dân trốn ra khỏi hoàng cung. Hằng ngày, nàng phải bán nồi đất ở chợ để kiếm sống và hy vọng sẽ tìm được ân nhân. Ủa, sao quân lính lại xuất hiện ở đây? Trời ơi, vỡ nát hết cả rồi, biết phải sống sao đây? Cô có cần tôi giúp gì không? Cảm ơn anh, tôi không sao đâu. Vì sao đám quân lính đó lại gây chuyện với cô vậy? Đó là quân lính của đại tướng, họ đến để phá hoại công việc của tôi nhằm ép tôi quay về. Ép cô về đâu chứ? Thôi, anh đừng hỏi nhiều, kẻo lại bị liên lụy đấy. Cô đừng lo, tôi dù sao cũng có chút tài bắn cung. Hơn nữa, tôi luôn muốn giúp đỡ mọi người. Nếu cô không ngại, thì cô có thể kể với tôi. Sau đó, công chúa kể cho Ba Tôn nghe việc mình được một người bịt mặt cứu và việc nàng bị ép cưới đại tướng. Những tên khổng lồ chắc chắn đã nhận lệnh từ ai đó. Tôi cũng nghĩ như thế, vì chúng bắt cóc tôi cũng không có lợi ích gì. Hay là chúng ta đi tìm chúng để hỏi cho ra lẽ. Tôi có manh mối chúng đang lẩn trốn trong rừng. Không được đâu, chúng hung dữ lắm, anh sẽ bị chúng hại chết đấy. Nàng cứ yên tâm, chúng không làm gì được tôi đâu. Sau đó, Ba Tô cùng công chúa đi vào rừng để tìm ba tên khổng lồ. Ngài lại đến đây làm gì? Bọn ta đâu có làm gì xấu nữa đâu. Hãy cho ta biết ai là kẻ chủ mưu của vụ bắt cóc công chúa, thì ta sẽ để cho các ngươi yên. Kẻ chủ mưu là đại tướng Đương Triều. Thì ra chính là hắn ta, phải báo cho vua cha biết việc này mới được. Công chúa đưa Ba Tô và ba tên khổng lồ về hoàng cung, kể lại đầu đuôi sự việc cho vua cha. Sau đó, nhà vua đã hạ lệnh bắt giam gã đại tướng gian trá xảo quyệt. Nàng có nhận ra chiếc khăn này không? Ta đã nhặt được nó vào đêm chúng đột nhập vào tháp. Chính là chàng, cuối cùng em cũng tìm được chàng rồi. Nhà vua đã đồng ý gả công chúa cho Ba Tô. Ai cũng vui mừng vì công chúa đã kén được một chàng phò mã tài giỏi tốt bụng. Cô tiên nhỏ. Mẹ ơi, chơi cầu lông với con đi. Con không thấy mẹ đang bận à? Con vào rủ ba chơi đi. Ba, ba, ra chơi cầu lông với con. Ba đang bận lắm, con chơi một mình đi. Chơi cầu lông phải hai người chứ ba, một người chơi sao được. Ba ra chơi với con đi, đi, đi mà ba. Thế con chơi trò khác đi, chơi máy bay điều khiển từ xa ấy. Cái máy bay ấy hỏng rồi còn đâu, ba không nhớ hả? Ờ, thế à, để ba vẽ nốt cuốn truyện tranh này, rồi ba nhận tiền về, mua cho con chiếc máy bay thật xịn, chơi hoài không hỏng, được không? Thôi, ra ngoài chơi, nha. Mưa rồi, vào nhà đi con, nhanh kẻo ướt. Trời kiểu gì thế không biết, đang nắng đẹp thế mà lại mưa. Phơi quần áo ra rồi, lại phải thu vào, hết cả ngày. Ồ, cậu là ai? Tớ ấy hả? Tớ là cô tiên nhỏ. Hay nhỉ, cậu là tiên cơ đấy, mà sao cậu lại ở đây? Cánh tớ bị mưa ướt, không bay được nữa, nên tớ đành đáp xuống đây một lúc. Cậu vào nhà tớ, tháo đôi cánh ra mà hông cho khô. Nhà tớ ấm lắm, một lúc là khô hết à. Thật hả? Thế thì hay quá. Cậu có biết chơi cờ vua không? Tất nhiên là biết rồi. Thế thì chơi với tớ, tớ chơi cờ siêu lắm, xem cậu thắng nổi không. Chờ xem. Ăn vua nha. Trời. Yeah, tớ thắng rồi, tớ thắng rồi. Lần này chơi cờ caro đi. Món này chắc cậu không thắng được đâu. Dám chơi không? Sao không dám? Chơi thì chơi. Chơi với cậu vui thật. Ở nhà ba mẹ tớ suốt ngày bận đi giúp đỡ mọi người, chẳng có ai chơi với tớ cả. Ba mẹ tớ cũng chẳng chịu chơi với tớ. Có cậu chơi cùng thật là vui. Kim ơi, ra ăn cơm con. Dạ. Cậu ra ăn cơm với tớ. Tớ là tiên mà, tiên không ăn cơm đâu. Cậu ra ăn đi. Thế tớ ra ăn một ít thôi rồi vào ngay. Chúng mình lại vẽ nốt bức tranh,
cậu đừng đi đâu nha. Ừ, tớ không đi đâu đâu. Không được đi đâu đấy. Ừ, không đi đâu mà. Ăn gì mà nhanh thế con? Con no rồi. Chắc cậu ấy mệt quá nên ngủ quên mất. Đôi cánh của mình đâu rồi? Không thấy. Không thấy. Không thấy. Đôi cánh của tớ đâu rồi? Sao cậu khóc? Đôi cánh của tớ đâu mất rồi? Không có cánh, tớ không về nhà được mất thôi. Cậu đừng khóc, cậu ở đây với tớ cũng được. Nhà tớ có rất nhiều đồ chơi, chúng mình lại chơi cờ vua. Rồi chờ trời nắng tớ sẽ chỉ cho cậu chơi cầu lông nữa, được không? Ừ, tớ muốn về nhà cơ. Nhưng cậu nói ở nhà không có ai chơi với cậu mà. Chẳng phải ở đây chơi với tớ vui hơn sao? Nhưng tớ nhớ ba mẹ lắm. Hôm qua ba tớ hứa sẽ dạy tớ làm phép. Còn mẹ tớ tối nay sẽ làm món bánh bằng bột tiên vô cùng ngon luôn. Không thấy tớ về chắc ba mẹ tớ lo lắm. Tớ trả cậu đôi cánh nè. Ôi, đôi cánh yêu quý của tớ. Cậu đã giấu nó hả? Ừ, tớ xin lỗi nhé. Cậu mau về nhà đi, kẻo ba mẹ mong. Thế tớ đi đây. Trước khi đi, tớ sẽ tặng cậu một món quà. Tạm biệt cậu. Tạm biệt. Khiêm ơi, ra ngoài chơi cầu lông với ba. Thật không ba? Ba không phải làm việc nữa à? Ba nghĩ lại rồi, công việc có thể chờ ba. Còn con trai ba thì không thể chờ được. Con sẽ lớn nhanh lắm. Rồi chẳng mấy chốc, con sẽ trưởng thành, sống tự lập và rời xa ba mẹ. Lúc ấy bà muốn chơi với con cũng không được ấy chứ. Đi chơi thôi. Tớ đã rắc chút bột tiên lên ba mẹ cậu, để họ nhớ ra họ luôn muốn ở bên cạnh cậu và chơi cùng với cậu nhiều đến thế nào. Đó là món quà tớ tặng cậu đấy. Phép công bằng. Của thiên trả địa. Ngày xưa có thiên và địa là hai anh bạn thân cùng cày thuê cuốc mướn ở một làng nọ. Cả hai anh đều nghèo khó và mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Chúng ta cứ mãi thế này, không biết bao giờ mới cất đầu lên được. Anh vốn là người thông minh, nếu được học hành, chắc chắn sau này anh sẽ thi đậu làm quan to. Tôi nghĩ thế này, từ nay anh đừng đi làm nữa. Tôi sẽ cố sức làm thêm để lấy tiền nuôi anh ăn học. Lúc nào anh đỗ đạt, đôi ta sẽ chung hưởng phú quý. Chú đúng là bạn tốt của tôi sẽ không phụ lòng chú đâu. Đến lúc vinh hiển, anh đừng có quên tôi là được rồi. Và cứ như thế, sau 10 năm đèn sách, Thiên đậu khoa thi hương, rồi vào thi đình đậu luôn trạng nguyên. Chúc mừng tân trạng nguyên, chúc mừng ngài. Đúng là ông trời không phụ lòng người. Cuối cùng cũng đến ngày anh vinh quy bái tổ. Vàng bạc cùng nhà cửa, ruộng vườn vua ban ta để lại cho chú. Từ nay chú có thể ăn mặc sung sướng, sống cuộc sống an nhàn rồi. Anh quả là tốt với tôi quá. Con vẫn thấy ông quả là thông minh, tài giỏi. Chuyện ấy còn đợi cậu nói. Nghe nói thời gian qua Trạng Nguyên lập được bao nhiêu là công trạng, được vua tín nhiệm trọng dụng, còn văn võ bá quan thì kính trọng kiêng nể. Nói chứ giàu có giờ khó gì, có miếng không bằng có tiếng ông à. Kể ra gần ấy năm vất vả của ta chỉ đổi lại được ngôi nhà, mảnh đất ở quê đâu có được vinh hiển như thiên ở kinh thành, còn gì là công bằng nữa chứ. Ấy ấy, ông đừng có bực, để con đi lấy ông miếng nước ông uống cho hạ quả nghe. Người thấy bất công ư? Ta là vị tiên đại diện cho sự công bằng đây. Người muốn có sự công bằng, ta sẽ cho ngươi công bằng.
Từ giờ, tất cả những gì của Thiên sẽ là của ngươi. Vị trí và danh vọng ngươi muốn đều ở đó. Vậy còn Thiên, anh ta đâu rồi? Đây là một phép hoán đổi. Tất nhiên bây giờ những gì của ngươi sẽ là của hắn. Ngươi xem như vậy là đã công bằng chưa? Đúng là của Thiên trả địa, như vậy mới công bằng chứ. Ngươi còn đến đây làm gì? Chẳng phải ta đã cho ngươi công bằng rồi hay sao? Tôi đâu có ngờ làm quan có địa vị, được trọng vọng lại vất vả đến vậy. Tôi nhớ những tháng ngày thông thả, an nhàn nơi quê nhà lắm rồi. Xin ngài hãy cho tôi được trở lại như xưa. Chuyện này e rằng ta không giúp được nhà ngươi. Phép hoán đổi vốn chỉ có hiệu nghiệm khi cả hai bên đều thấy bất công. Nhưng bây giờ, ta thấy chỉ có ngươi là cảm thấy bất công thôi. Ngài nói vậy là sao? Nhà ngươi hãy thương lượng với người kia, nếu không thì hãy chấp nhận cuộc sống vinh hoa, phú quý này đi. Chính chú bắt đầu chuyện hoán đổi này mà, chú về đi, giờ tôi lại không muốn trở về chốn quan trường nữa rồi. Tôi không biết là anh lại có nhiều phiền não đến vậy, tôi đã quá ích kỷ rồi. Chú đừng nói thế, lâu nay tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cuộc sống thanh nhàn của chú, có lúc cũng cảm thấy bất công vô cùng. Tôi đèn sách vất vả bao năm, đến khi công thành danh toại, vẫn luôn lăn lộn trăn trở trăm công nghìn việc ở triều đình. Chú có biết không, càng ở vị trí cao, trọng trách càng lớn, kẻ thù lại càng nhiều. Những ngày qua được sống ở đây càng khiến tôi không muốn trở về chốn đó nữa. Thật ra tôi mới là người ích kỷ, chú hãy lượng thứ cho tôi. Anh là quan phụ mẫu, là người lo cho bách tính. Anh làm như vậy không chỉ có lỗi với tôi, có lỗi với bách tính, mà còn có lỗi với chính bản thân mình. Khi còn làm quan, tôi đã lao tâm khổ tứ, làm tròn bổn phận của mình. Đối với bách tính, tôi đâu có lỗi gì. Anh để một người không có khả năng như tôi làm quan là hại dân hại nước. Anh để tài năng của mình phí hoài nơi ao vườn chật hẹp này là có lỗi với chính mình. Đạo lý đó đến một kẻ nông dân như tôi còn hiểu, lẽ nào anh lại có thể làm ngơ? Chuyện gì thế này? Sao tôi lại ở đây? Tôi quyết định trở về với vị trí và trọng trách của mình, trả lại cho chú cuộc sống nơi đây. Anh quả thật không làm tôi thất vọng. Từ nay về sau, những mệt nhọc chốn quan trường, anh cũng có thể tâm sự cùng tôi. Của Thiên trả địa, của địa trả Thiên. Cuộc đời này vốn dĩ rất công bằng, chỉ là các ngươi không nhận ra những thứ được mất của mình thôi. Ngài nói chí phải, chúng tôi là người trần mắt thịt, xin được lãnh ngộ. Anh hùng quả đào. Ngày xưa, tại một vùng quê hẻo lánh ở Nhật Bản, có cặp vợ chồng già sinh sống. Họ không có con cái nên cuộc sống rất buồn tẻ. Hằng ngày, ông lão lên rừng đốn củi, còn bà lão thì giặt giũa bên bờ sông. Hình như có một quả đào thì phải. Sao nó lại to đến thế nhỉ? Mình phải vớt lên mới được. Ôi, quả đào to quá. Từ bé đến lớn mình chưa bao giờ trông thấy quả đào nào mà to nặng như quả đào này. Chắc là ngon lắm đây. Ta cứ mang về, đợi ông nhà về thì cùng thưởng thức vậy. Này ông, hôm nay tôi có nhặt được một quả đào bên bờ suối đấy. Thế thì có gì lạ, quả đào này to lắm, lại rất nặng, khó khăn lắm tôi mới vớt được nó. Tôi đợi ông về để cùng thưởng thức đây. Nó đây này, ông lại mà xem. Ồ, quả đào to quá nhỉ? Gì thế này? Là một đứa bé ông nó ơi. Trông nó đáng yêu quá. Mà
Phải rồi, thằng bé trông thật kháu khỉnh, đáng yêu biết bao. Lẽ nào đây là món quà của ông trời muốn tặng cho vợ chồng ta? Chi bằng ta nhận nuôi thằng bé, coi nó như con của mình vậy. Từ đó, ông bà lão cùng nhau nuôi dạy đứa bé với tất cả tình yêu thương của mình. Họ đặt tên cho cậu bé là Đào Thái Lan. Đào Thái Lan lớn lên thông minh và khỏe mạnh, chẳng mấy chốc trở thành cậu bé khỏe nhất làng. Con quỷ lại sắp đến làng chúng ta rồi bà con ơi! Bao lâu nay lũ quỷ cứ đến quấy phá dân làng mình, không lẽ cứ mãi sống trong nỗi khiếp sợ thế này? Nay con đã lớn, xin cha mẹ cho con đi đánh quỷ. Làm sao con có thể đánh được con quỷ đó? Vả lại, nó còn có cả một bầy đàn nữa. Còn con, mới chỉ đang là một cậu bé con thôi. Con sẽ đánh được chúng. Xin cha mẹ cứ tin tưởng, cho con đi. Này anh bạn, cậu đi đâu đấy? Cậu mang theo gì trong túi thế? Tôi đi vào rừng, tiêu diệt bè lũ quỷ dữ. Tôi mang rất nhiều thức ăn ngon của mọi miền đất nước. Nếu cậu giúp tôi đến được đó, tôi sẽ chia thức ăn cho cậu. Mình cũng đã bị đói meo suốt bao ngày nay rồi, chi bằng... Được rồi, tôi đi theo cậu. Tốt quá, vậy chúng ta cùng đi. Này anh bạn, cậu đi đâu đấy? Cậu mang theo gì trong túi thế? Tôi đi vào rừng, tiêu diệt bè lũ quỷ dữ. Tôi mang rất nhiều thức ăn ngon của mọi miền đất nước. Nếu cậu giúp tôi đến được đó, tôi sẽ chia thức ăn cho cậu. Phải tìm cách vào bên trong mới được. Để tôi vào trong trước mở cửa. Các anh ào vào sao? Ta là cậu bé quả đào, đến diệt trừ lũ quỷ gian ác các ngươi vì tội đã quấy nhiễu cuộc sống của con người đây. À! Kẻ nào dám đến đây phá bệnh, chán sống rồi hả? Đại vương, nguy to rồi. Nhóc Đào Thái Lan đã đến hành động chúng ta. Nó tiêu diệt không biết bao nhiêu đồng đội của chúng ta rồi. Ta là cậu bé quả đào, đến diệt trừ lũ quỷ gian ác các ngươi đây. Ngươi mau đầu hàng đi. Một thằng nhóc nhãi ranh như ngươi mà đòi chiến đấu với ta ư? Xin ngươi, cầu xin ngươi hãy tha mạng cho ta. Ta hứa sẽ không bao giờ làm hại con người nữa, và xin hoàn trả lại những châu báu đã cướp ở làng của ngươi. Ngươi phải thề từ nay không được tìm đến ức hiếp cuộc sống của dân làng chúng ta nữa. Tôi thề không bao giờ có chuyện đó nữa. Con quỷ đã trả hết của cải cho cậu bé quả đào. Cậu bé và những người bạn lại vượt rừng sâu núi non để trở về nhà với niềm hân hoan chiến thắng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!